Quý vị và các bạn thân mến, đó là những cái khoảnh khắc con chim trống lên ổ để giục con mái là đi đẻ lứa tiếp theo. Và đây là con chim bố, giọng chắc là các bạn cũng đã đoán được cái giọng của nó như thế nào rồi. Thì đây là một trong những cái niềm đam mê của tôi, và đó là những cái mà tôi đã mơ ước cũng như tôi đã gây dựng qua một cái quá trình rất là lâu dài. Tôi đã làm nên một cái vườn chim cu gáy tại địa chỉ là xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, để cung ứng ra thị trường rất nhiều những chú chim cu gáy non, giống tốt, mã đẹp để phục vụ anh em đam mê chim cu. Một trong những cái yếu tố mà tôi luôn làm được cho các bạn đó là giống tốt, giọng hay và giới tính chuẩn. Bao giờ cũng là một đôi có trống có mái để anh em cùng nuôi. Nuôi con gì, trồng cây gì với bà con anh em nông dân chúng ta quả thật là rất khó. Nhưng chính vì vậy mình đã tìm đến con chim cu gáy. Đó cũng là cái duyên và cũng là cái niềm đam mê. Thì các bác cũng có thể là yên tâm khi đặt những chú chim bố mẹ giống, hoặc những chú chim non giống, hoặc những chú chim khách, hoặc những chú chim mồi, và những chú chim đa dạng về gen, về màu sắc và âm giọng, thì chúng tôi sẽ cố gắng tìm đến cái chân trời cuối cùng của sự đam mê chim cu gáy. Thật là thi vị khi có những cái tiếng gáy và những cái khoảng thời gian vừa rồi. Xin chúc các bạn có được những cái chú chim và có được cái niềm vui từ những chú chim đó. Cái clip này sẽ đưa ra để cho các bác yên tâm khi tìm đến một cái cơ sở, một cái vườn chim cu gáy rất là uy tín, và rất là với số lượng chim giống cấp ra thị trường rất là nhiều. Đó, các bạn thấy đây là những chú gà cho vào đây nhảy ổ. Trứng gà chim cu rất là ok luôn. Đây là những quả trứng con gà nó đây, nhặt vào cho trẻ nó ăn thế thôi. Cảm ơn các bạn. Số điện thoại của mình là 0163 5305 982, và số tài khoản giao dịch ở trên kênh YouTube là chim cu gáy hay, trên Facebook là chim cu gáy hay, 2210 205 156681, tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì. Mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, với địa chỉ là thuộc xã Vân Hòa, cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh và xem video của mình. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thật là tấp nập, và tất cả những cái điều mà chúng ta thường hướng đến đó là sự yên bình. Và trong một buổi nắng ấm sáng sớm thì tiếng gà gáy, con gà trống gáy vang, và tiếng con gà mái cục tác dặm ổ, cũng như tiếng chim cu gáy rục đẻ, đó là cái cảm giác rất là thi vị và rất là thèm khát đối với tôi. Một trong những cái điều mà làm nên cái niềm đam mê đó là cái gây dựng được một cái vườn chim cu gáy. Với cái trên cái niềm đam mê đó thì chúng tôi đã tại trên quê hương Ba Vì thì tôi đã xây dựng một cái trang trại nhỏ chim cu gáy. Đây là những cái cặp chim bố mẹ, và sẽ cung ứng ra thị trường rất nhiều những chú chim con giống chuẩn về bộ mã và về âm giọng. Thì các bạn thấy đấy, đây là những cái mô hình mà suốt dài từ đây đổ xuống là tận cuối vườn kia, có là rừng nơi đến hàng trăm mét. Và đây là những chú chim đang ấp, đang rục đẻ, rất là đó. Thì không cái gì bằng cái cảm giác này, tôi rất là miên man, tôi rất là yêu thích cái cảm giác đồng quê như vậy. Một vài chú chim câu, một vài chú gà, và một vài bóng tán cây trên một miền miền quê là Ba Vì, là những cánh đồng cỏ, rồi những cái bóng cây xấu tạo lên một cái nơi rất là yên ả, thái bình, cuộc sống thật là tuyệt vời. Đó.